Dùng nước lã lau ban thờ ngày rằm mùng 1, sai lầm tuyệt mệnh khiến gia chủ tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo văn hóa tâm linh phương Đông thì trên bàn thờ là đại diện cho thần linh gia tiên. Đây không chỉ là cái nơi để thờ cúng tổ tiên mà còn là một trong những cái nơi giúp chúng ta chiêu mời cái may mắn, thêm được cái phúc khí, thêm được cái tài lộc, cái vận may cho cả gia đình. Bởi vậy, cái việc dọn dẹp ban thờ không phải là một cái công việc đơn giản và không phải tiến hành vào lúc nào cũng được. Hàng năm, trước khi bước sang cái năm mới thì các cụ nhà chúng ta thì thường chọn vào cái thời điểm đó là ngày 23 tháng Chạp hoặc là cái một vài ngày trước cái lễ cúng ông Công Táo hoặc là sau lễ cúng ông Công Táo để thực hiện cái công việc quan trọng này. Thì các gia đình Việt có một cái nghi lễ rất quan trọng, đó là lễ lau dọn ban thờ tỉa chân nhang. Đấy, theo đạo Phật đây là cái lễ bao sái. Thì cái việc này cũng là cái dịp để thể hiện lau dọn bàn thờ sạch sẽ thơm tho, giúp cho các cụ về ăn Tết cũng như là gì, về ngự được lâu hơn. Nhưng mà nếu vô tình quý vị phạm phải một trong những cái sai lầm đại kỵ khi mà dọn dẹp bàn thờ thì có thể rước họa vào thân, gia đình thì tán gia bại sản, tự tay phá hủy cái hồng phúc, cái may mắn đến với gia đình. Vậy thì đó là những cái đại kỵ nào? Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Dùng nước lã lau ban thờ ngày mùng 1 ngày rằm, sai lầm tuyệt mệnh khiến cho gia chủ tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Thưa quý vị, cái việc lau dọn bàn thờ là cái việc hết sức quan trọng, thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần linh, đúng không ạ? Vậy thì lau ban thờ vào cái thời điểm nào tốt nhất, đúng không ạ? Thời điểm thưa quý vị, thì cái thời điểm lau ban thờ ấy, như Tử Thông đã chia sẻ, đúng không? Thì quý vị biết ấy, đấy, chúng ta trong một cái năm xấu thì ít nhất cũng sẽ có một vài cái tháng tốt, đúng không ạ? Mà trong một cái tháng xấu thì cũng có những cái ngày tốt, và trong ngày xấu thì cũng có sẽ có giờ tốt. Vậy nên là gì, chúng ta ưu tiên là gì, các cụ nói là niên nhật nguyệt chi thời, đúng không ạ? Năm tốt không bằng tháng tốt, mà tháng tốt không bằng ngày tốt, mà ngày tốt cũng không bằng giờ tốt. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta chọn được năm tốt này, tháng tốt, ngày tốt, giờ tốt thì nó là điều cực kỳ tuyệt vời rồi. Đó là cái điều ai cũng mong ước có được, đúng không ạ? Và cái ngày để lau dọn ban thờ, tỉa chân nhang, lau dọn bát hương ấy, thì các cụ ngày xưa thường tiến hành vào cái dịp lễ cuối năm, vào cái ngày 23 tháng Chạp ấy. Tại vì theo quan niệm của dân gian ấy, cái việc lau dọn bát hương tiến hành vào cái ngày 23 tháng Chạp. Trước khi tiến hành thì gia chủ nên thắp hương xin phép được tỉa chân nhang, rút bớt cái chân nhang ra ấy, và lau dọn bát hương. Tuy nhiên ngày nay thì các gia chủ nói chung ấy cũng có thể tiến hành vào những cái thời điểm thuận lợi khác. Và để đáp ứng nhu cầu của quý vị thì Tử Thông cũng đã chia sẻ về những cái ngày lành tháng tốt để cho quý vị tiến hành công việc lau dọn bát hương, cũng là lau dọn ban thờ, tỉa chân nhang, cho cái bàn thờ nó được sạch sẽ hơn, thơm tho hơn. Thì những ngày tốt để lau dọn ban thờ hay là tỉa chân nhang ấy thì đều được có trong cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để gì tiến hành công việc lau dọn ban thờ, tỉa chân nhang, cũng như là chọn ra những cái ngày này tháng tốt để quý vị tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tiến hành công việc lau dọn ban thờ cho được thơm tho, sạch sẽ, và chúng ta làm một cách chủ động hơn, không bị phụ thuộc vào bất cứ ai. Bên cạnh đó, khi lau ban thờ, dọn bát hương ấy, nếu mà quý vị phải tỉa chân nhang ấy, thì để lại 3 cái chân hương thôi, cho nó thoáng bát hương, 3 hoặc 5 chân. Với những bát hương của những người đã mất chưa qua 3 năm thì nên để lại, đàn ông thì 7, còn đàn bà thì 9 chân hương. Bát hương qua thần linh thì quý vị nên giữ lại 3 hoặc là 5 chân hương nhé. Thì những cái bước tiến hành bao sái, đấy thì trước khi ấy, trước khi bao sái thì gia chủ cũng nên là tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo dài, đó, mở rộng các cửa trong nhà ra để có thể chuẩn bị cái lễ vật. Sau khi mà tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề thì quý vị có thể sử dụng cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư để chúng ta gì chọn ra những cái đồ lễ tỉa chân nhang cũng như là bốc bát hương ấy, thì quý vị có thể thắp hương xin phép. Khi mà hương cháy hết rồi thì quý vị có thể tiến hành là công việc lau dọn bàn thờ nhé. Quý vị có thể chuẩn bị lễ là có thể là 10 bông hoa cúc vàng chia làm hai bình cắm hai bên, hoặc là rượu trắng đấy, một gừng tỏi, hoặc là một cái chai bao sái ban thờ nhất tâm hương, đó ạ.
và gì sử dụng cái khăn sạch để mà quý vị lau nhé. Và trước khi lau dọn ban thờ ấy, thì quý vị cũng cần phải lưu ý đó, nếu mà nhà ban thờ Phật có tượng Phật, ảnh Phật thì không dùng nước rượu để lau mà nên dùng khăn thấm nước sạch và phải lau ban cái thờ Phật trước, sau đó mới lau đến ban thờ gia tiên. Đã, chúng ta theo thứ tự thần Phật đến gia tiên. Tiếp theo là quý vị thắp một nén hương khấn xin phép gia tiên cũng như các vị quan thần linh thông báo xin phép dọn dẹp ban thờ. Và sau đây là cái bài văn khấn về xin phép được tỉa chân nhang hay là lau dọn bàn thờ. Thì bài văn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, lại mười phương chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày tháng năm, tín chủ con tên cư ngụ tại địa chỉ, xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi bẩn, xin thành tâm sám hối. Tín chủ con kính cáo với các vị chư thần, thần Phật, tổ tiên. Đấy, hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, chúng con xin phép được sái tịnh để cho ban thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong các vị chứng minh và gia hộ. Mong các vị độ cho con cháu dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành, nếu có điều gì si mê lầm lỡ, xin các ngài bỏ qua cho. Đó. Sau khi khấn xong, quý vị vái ba vái và đợi đến hương tàn thì bắt đầu là chúng ta tiến hành công việc dọn dẹp ban thờ. Thì quý vị có thể tham khảo thêm với quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. Trong này có 77 bài văn khấn, đầy đủ tất tần tật các loại bài văn khấn để cho quý vị thực hiện các nghi lễ trong năm. Đó. Giúp quý vị đi cầu khấn được chuẩn chỉ hơn, đó, khấn đúng bài hơn. Đấy, không phải là gì, không biết khấn gì trước ban thờ, chỉ vái vái xong xin xin là xong. Như vậy thì cũng không được chuẩn lắm. Đấy. Quý vị có tham khảo thêm quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé, bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119. Đó. Quý vị nhé. Thưa quý vị, sau khi vái xong, đợi hương tàn, chúng ta bắt đầu tiến hành dọn dẹp ban thờ. Thì trước tiên ấy, chúng ta cần phải hạ các đồ muốn lau. Đấy. Lưu ý tuyệt đối không hạ hoặc là di chuyển cái bát hương ngay lập tức. Đấy. Theo dân gian, nếu mà di chuyển bát hương ấy, thì nó sẽ chuyển sang hướng xấu, thậm chí có thể gây ra những vận xui cho cả gia đình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chiếc bàn được phủ một tấm khăn đỏ để đặt các bài vị cũng như là các đồ vật thờ cúng lên trên đó. Chờ sau khi mà hương cháy hết thì bắt đầu là tiến hành công việc. Nếu mà trên bàn thờ có cả bài vị của các vị thần Phật tổ tiên thì chúng ta phải lấy bài vị từ trên cao xuống thấp đó, của tổ tiên chưa thần Phật trước, và sau đó để ở cái nơi riêng biệt, dùng khăn sạch. Đấy, dùng khăn sạch để lau. Quý vị lưu ý nhé, cái khăn sạch là cái khăn mà chúng ta sẽ chuyên để sử dụng lau ban thờ. Không được dùng cái loại khăn mà quý vị lau bàn ghế đâu nhá, hay là khăn bỏ thì tuyệt đối không được dùng nhá. Bên cạnh đó, quý vị sử dụng khăn sạch cũng như là cái chai nhất tâm hương này, quý vị sẽ xịt vào cái đồ muốn lau này, quý vị xịt này. Đấy, nó có cái lẫy này này, quý vị bấm sang bên tay phải thì là khóa không xịt được nữa. Và bấm sang bên tay trái, từ phải sang trái thì là nó bắt đầu là gì? Nó mở ra và chúng ta có thể xịt để tiến hành công việc gì? Lau dọn để quý vị thì lau rất là sạch luôn. Đó. Đó. Thì sau khi mà lau dọn ban thờ ấy, thì quý vị nhớ nhá, sử dụng cái chai nước nhất tâm hương. Thì mỗi chai nước nhất tâm hương đều được tặng kèm một cái khăn sạch để quý vị tiến hành công việc lau dọn bàn thờ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương này nhé. Thưa quý vị, sau khi lau bài vị xong thì quý vị mới đến phần dọn dẹp bát hương. Dân gian quan niệm dùng một cái thìa, nếu mà quý vị trong trường hợp muốn bốc lại bát hương ấy, thì quý vị dùng cái thìa hoặc là gì, thìa sạch để gì, đổ bát hương ra, để múc cho ra. Đó. Sau khi mà nếu mà không lau thì quý vị cứ để nguyên bát hương nhé. Cuối cùng lại đặt lại cái đồ thờ cúng vào cái vị trí cũ. Đó, thay nước, thay rượu, thay gạo, thay muối nếu có. Và khấn thỉnh xin các ngài đã báo cáo là mọi chuyện đã xong. Đó. Và sau đây Tử Thông sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về 4 loại nước dùng để lau dọn bàn thờ. Thì điều đầu tiên mà quý vị cần làm trong việc bài trí ban thờ đó là phải giữ cho nó sạch sẽ. Trước khi dọn dẹp chúng ta cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ này, chuẩn bị một đĩa hoa quả trái cây và thắp hương thông báo với ông bà tổ tiên để họ biết rằng mình sắp xếp lau dọn ban thờ để tránh gặp phải những điều không may mắn. Đặc biệt khi lau cái bài vị hay là tượng thần tượng Phật ấy, quý vị có thể dùng nước ấm mà tốt nhất nên dùng cái nước gì? Nước bao sái nhất tâm hương.
chứ không nên dùng nước lạnh quý vị nhá. Quý vị có thể dùng rượu gừng hoặc là rượu tỏi hoặc là gì, cái rượu ngũ vị hương ấy, cái gói ngũ vị hương để quý vị ngâm, sau đó để nó lắng xuống để lau ban thờ. Vì theo dân gian lưu truyền cũng có thể dùng tỏi, dùng gừng ấy, vì nó có công hiệu là trừ tà rất hiệu quả. Khi pha với rượu với gừng dùng để lau dọn ban thờ thì sẽ giúp tẩy uế, đuổi sạch những cái điều xui xẻo trong năm cũ và chào đón một cái năm mới an khang thịnh vượng, cũng như là gì, chào đón cái tháng mới, giúp cho cái ban thờ được sạch sẽ thơm tho hơn. Nhưng mà nếu dùng gừng dùng tỏi thì cái mùi thơm của nó sẽ gì, nhiều người khó chịu. Vì vậy quý vị hãy sử dụng cái chai nước nhất tâm hương ấy thì nó sẽ được thơm tho sạch sẽ hơn. Chai nước nhất tâm hương nó gồm các thành phần, đây là thành phần của nó gồm gì, các loại thảo dược tự nhiên như là quế, hồi, gỗ đi hương, bạch đàn, bồ hoàn, chanh xả. Quý vị có thể bảo quản ở nơi thoáng mát đó. Một cái chai này nó là 250 ml. Quý vị cứ lau cái ban thờ mà rộng tầm khoảng là 1,95 m thì quý vị lau thì có một cả một năm cũng không hết. Tại vì một năm quý vị lau cứ 12 lần, mỗi lần xịt có một chút thôi, nó không mất nhiều đâu. Quý vị lau sạch cho bắt đầu lau lau hết bụi, sau quý vị xịt vào để quý vị lau thì nó cũng rất là thuận lợi và không bị tốn kém đúng không ạ. Chứ còn nếu mà quý vị cứ đun nước và đun ngũ vị hương thì rất là lấy kích lâu mà lại gây ra sự tốn kém, mà để không để được lâu nhé. Cái này quý vị có thể sử dụng được tầm 2 năm để lau dọn bàn thờ nhé. Thưa quý vị, thì ngoài ra ấy, khi lau dọn bàn thờ quý vị cũng cần phải kiêng kỵ những cái điều sau đây. Một là di chuyển bát hương tìm một cách tùy tiện. Thưa quý vị, bát hương cần phải được an vị. An vị tức là để yên một chỗ. Thì người xưa quan niệm rằng nếu mà di chuyển bát hương quá nhiều sẽ xảy ra nó chuyển sang từ hướng tốt sang hướng xấu và gia chủ sẽ gặp nhiều cái điều xui xẻo. Cái điều này có nghĩa là gì? Cái lòng thành của gia chủ sẽ không được thần linh chứng giám, gây ra những cái điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến cái vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, khi lau dọn ban thờ, lau dọn bát hương ấy, thì chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không nên tự ý động chạm hoặc là di chuyển. Nếu mà có di chuyển ấy, thì phải làm đúng theo cái hướng dẫn. Đó. Thứ hai là tỉa và đổ chân hương sai cách. Trong trường hợp mà từ nay đến cái ngày rằm tháng 7 ấy, mà quý vị cái bát hương nó bị đầy quá, chân hương bị đầy quá do là chúng ta cắm, đặc biệt là ban thờ thần tài ấy, ngày nào cũng thắp hương, mà có những người thắp 3 năm nén thì nó rất là nhanh đầy. Vì vậy mà gì, người ta thường tỉa và đổ bớt cái chân hương đi. Cái việc này nó không hề đơn giản, vì tỉa chân sai cách cũng sẽ khiến cho tài lộc bị tiêu tán. Cách đúng nhất là chúng ta tỉa chân hương tuyệt đối không được lấy hết, mà phải để lại 3 hoặc là 5 hoặc là 7 chân hương. Đặc biệt không được vứt chân hương một cách bừa bãi, vì quan niệm của người xưa ấy, nó sẽ gây ra sự là tán tài. Chân hương tỉa ra thường được đốt và tro của nó được thả xuống sông hoặc là hòa vào để bón cây, không nên đổ lung tung. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những cái nơi bẩn thỉu như là bãi rác hay là thùng rác hay là những cái nơi mà tụ tập và rác thải vân vân thì cũng không tốt. Làm như vậy sẽ phải chịu cái vận xấu. Tiếp theo là sắp xếp đồ thờ Phật, thần linh, gia tiên không đúng vị trí. Thưa quý vị, trước khi mang những đồ thờ cúng xuống cọ rửa thì quý vị cũng phải nhớ thật kỹ cái vị trí. Bây giờ thì công nghệ hiện đại rồi, quý vị có thể sử dụng cái máy ảnh, quý vị chụp ảnh lại. Đó, sau đó sắp xếp thì lấy ra sắp xếp cho đúng. Cái việc để đồ sai nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tài lộc của gia chủ. Tốt hơn là quý vị nên gì, đặt đúng vị trí, đặt đúng vị trí nhé, và phải nhớ đó. Và trong cái bát hương ấy thì quý vị cũng cần phải có cốt thất bảo đó. Nếu mà muốn thay thế thì cái bát hương cũ phải đổ ra sông ra hồ để cho mát, hoặc là để những nơi sạch sẽ. Nếu không ấy thì quý vị nên hóa những đồ vật đó đi. Bên cạnh đó, với ban thờ cũ, cây nến, cây hương nó được làm bằng gỗ ấy, hoặc bằng sơn son tiếp vàng thì quý vị có thể hóa đi chứ không nên vứt linh tinh, vừa phạm yếu tố minh lệ vừa gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được làm đồ đổ vỡ cái đồ thờ cúng, vì đồ thờ cúng là những vật linh thiêng, nếu mà vỡ đổ thì nó cũng sẽ mất đi cái sự trang trọng và mất đi cái tấm lòng thành kính với các vị thần linh và các vị gia tiên đúng không? Thưa quý vị, theo quan niệm của dân gian ấy, nếu mà không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp nhiều cái chuyện không may mắn, thiếu đi cái sự tôn trọng với những người đã khuất. Đó,
Đó là toàn bộ những cái mà quý vị cũng cần phải lưu ý khi mà chúng ta tiến hành công việc lau dọn bát hương. Như quý vị đã biết ấy, cái ban thờ là nơi linh thiêng nhất của căn nhà. Cái vị trí của ban thờ nó quyết định quan trọng đối với cái tài vận và cái hòa khí của cả gia đình. Nếu như mà ban thờ để bừa bộn hoặc là để những cái đồ vật không cần thiết thì đời sống vợ chồng cũng sẽ gặp cái tình trạng là cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt, làm lụng mãi vẫn không khá lên được. Ngược lại, nếu mà biết cách bài trí lựa chọn các đồ vật đúng phong thủy, cái ban thờ nó cũng sẽ giúp chiêu tài thu lộc, đúng không ạ? Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt từng đồ vật lên ban thờ giúp cho quý vị mang lại cái may mắn tài lộc nhé. Thưa quý vị, thì cái đồ vật quan trọng đầu tiên mà bất kỳ ban thờ nào cũng phải có đó chính là cái bát hương. Thưa quý vị, đồ quan trọng nhất trong ban thờ chính là bát hương. Nó được ví như là cái nơi để các vị thần linh ngự, đúng không ạ? Hoặc là gì, các vị gia tiên, các vị tiền tổ nhà mình ngự ở đó. Bát hương trên ban thờ có nhiều cái cách đặt khác nhau, nhưng mà theo thông thường thì chúng ta sẽ đặt theo cái số lẻ 1357, đúng không ạ? Vì người sống phải trải qua sinh lão bệnh tử, sau khi mất đi ấy, thì sẽ ứng với quỷ khốc linh. Đó. Nói chung ấy, tức là mất đi một phần hồn lìa khỏi xác. Chết vào giờ không tốt thì sẽ bị hung thần, chết vào giờ xấu thì sẽ bị gì giữ lại. Sau khi mà chết đi, nhờ cái sự thờ cúng của con cháu mà nó trở nên linh thiêng. Và sau hết 49 ngày đến 100 ngày thì sẽ đưa vào nhà chùa để tụng kinh, nghe kinh mà cứu rỗi và sớm được siêu thoát. Quý vị nên thỉnh bát hương cũng ứng với những cái chữ như thế. Bát hương nên mua là những cái bát hương nào đẹp đẽ như bát hương bằng gốm sứ, bát hương bằng đồng thì đều có thể được. Đó. Nói chung ấy, trên bát hương nó là một cái vật vô cùng quan trọng cho bàn thờ. Vì vậy mà quý vị lựa chọn bát hương cũng cần phải cẩn thận. Và trong bát hương nhé, quý vị bao giờ nhớ nhá, nó phải có cốt thất bảo. Nếu mà không có cốt thì không lưu giữ được linh khí, không lưu giữ được lời nguyện cầu. Nó sẽ khiến cho cái bát hương trở nên không linh và dễ bị gì bị tán tài. Đó. Thưa quý vị, cái cốt bát hương là cái quan trọng nhất đấy. Nó bao gồm có một cái tờ giấy di hiệu nữa, có ghi là linh vị của bát hương có thờ ai. Vì vậy mà gì, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái gói cốt thất bảo nhé. Đấy, cốt đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Khi quý vị thỉnh cốt thất bảo thì sẽ được cung cấp đầy đủ cái quy trình cũng như là được tư vấn chi tiết từ A đến Z về cái việc bốc bát hương, lập ban thờ cũng như là gì bốc lại bát hương, nạp cốt thế nào để cho được chuẩn chỉ hanh thông và khấn vái như thế nào để đúng chuẩn phong thủy quý vị nhé. Thứ hai là cái cây vàng mã, tức là gì cây vàng hoa đỏ ấy, và hoa đỏ đại ấy. Cây vàng khối là vàng mã có đủ 5 màu đúng không ạ? Nó gọi là vàng ngũ phương ấy. Vậy nên là gì, quý vị có thể dùng các màu theo cái ngũ hành để mà gì để trên ban thờ nó được thuận lợi hanh thông. Và cái cây vàng mã này thì nói chung nếu mà quý vị để thì đến cuối năm hãy hóa đây nhé, cuối năm hóa vào ngày 23 tháng chạp ấy, sau cái lễ cúng ông công táo, và chúng ta nên thỉnh cái bộ mới và chúng ta để nhé, chứ không để lâu triền miên từ năm này sang năm khác. Đó. Thứ ba là cái lọ lục bình. Thông thường bàn thờ gia tiên sẽ có đặt một cái bình để cắm hoa vào cái ngày mùng 1 và ngày rằm cũng như là ngày lễ tết dỗ chạp hay là ngày cái ngày quan trọng ấy. Nhưng mà thường ấy, thì cái lọ này nên là để một lọ nên người ta gọi là độc bình. Vì vậy mà quý vị nên gì, người hiện đại chúng ta thường nay là mua 2 bình để đối xứng hai bên. Thưa quý vị, việc đặt lọ hoa trên ban thờ thì quý vị cũng phải tuân theo nguyên tắc là đông bình tây quả nhé, để chọn những vị trí đúng. Đúng không? Thứ tư là một số đồ vật theo phong thủy ngũ hành. Thưa quý vị, tùy theo cái điều kiện kinh tế của gia đình có những cái vật thờ cúng khác nhau, nhưng nhất thiết trên ban thờ phải đảm bảo đủ 5 cái yếu tố, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đúng không? Kim có thể là gì cái giá nến hoặc là gì, mộc có thể là gì cái bàn thờ. Nói chung ấy, ngai và giá nến cũng có thể là mộc đúng không ạ? Thủy có nghĩa là cái chai nước đấy, chén nước trên bàn thờ. Hỏa có là đèn dầu, và thổ thì nó có thể là gì, là các vật dụng, có thể là bát hương được làm từ đất sét vân vân. Đó. Trên bàn thờ hay là bất kỳ bàn thờ nào ấy, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, bàn thờ thờ thần tài ấy, thì tùy vào những cái điều kiện và cái thời kỳ khác nhau ấy, giá trị vật chất của bàn thờ cũng khác nhau. Đâm ra là một bàn thờ phải luôn tuân thủ đúng những cái quy định trên. Thì ngoài ra quý vị cũng cần phải lưu ý là những cái đồ vật trên ban thờ
phải được mua mới và bao sái cẩn thận. Nếu không thì sẽ xảy ra những cái điều nguy hiểm hung họa mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại nước lau sái ban thờ cũng như là gì những quy tắc đặt ban thờ để cho chuẩn phong thủy, giúp gia chủ mang lại cái may mắn và tài lộc cho cả gia đình. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế cũng như là gì chọn được những thời điểm cát lành để tiến hành công việc lau dọn ban thờ cho được hanh thông thuận lợi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.